Shop áo may.com, shop áo thun Minecraft, giao hàng toàn quốc, chất lượng, uy tín, giá chỉ 99 nghìn. Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với channel của mình và mình là Lộc Su Taki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft Pixelmon. Ở tập trước á, thì mình khá là may mắn khi mà bắt được hai em Pokemon mới ở trong một cái khu rừng gỗ sồi, đó chính là em Virizion nè, cũng như là em Terrakion. Hai em này á, đều level 70 á các bạn ơi. Ngoài ra thì mình cũng đã lấy em Tyrant nè và em Omanyte từ trong cái chỗ triệu hồi Pokemon từ những cái hóa thạch rồi. Và mình cũng có trend để hai em này có được một cấp độ nhất định á. Giờ thì mình sẽ cho mấy em này ăn kẹo nhé, để mau lên cấp và tiến hóa hơn. Và cấp 39. Như vậy thì Omanyte khi mà lên level 40 á thì sẽ bắt đầu cái quá trình tiến hóa các bạn ơi. Không biết khi Omanyte tiến hóa thì sẽ trở thành hình dạng như thế nào nữa, có to lớn hơn không. Úi, hình dạng thì nó chỉ thay đổi một xíu trên phần vỏ thôi và trở thành Omastar các bạn ơi. Vừa học được một kỹ năng mới nè, mình sẽ dạy cho em ấy luôn đi để có thể mạnh hơn nhá. Omastar thì không thay đổi nhiều lắm về kích thước á. Rồi và kế đến á, thì mình sẽ cho Tyrant ăn kẹo nhá để lên mau lên cấp hơn. Và Tyrant khi lên level 39 thì đã bắt đầu quá trình tiến hóa rồi nè. Vậy là Tyrant thì 39, còn Omanyte thì level 40 các bạn ơi. Ui ui ui, nhưng mà Tyrant khi mà lên level 39 thì tiến hóa thành Tyrant Trum với kích thước khổng lồ luôn. Ui các bạn coi này, lúc nãy á, thì Charizard bé xíu, à không, Charizard lớn hơn so với Tyrant rất là nhiều, nhưng mà bây giờ Charizard đã trở thành một Pokemon bé xíu đối với Tyrant rồi kìa. Đúng là khi tiến hóa em Tyrant to thiệt các bạn ơi. Ủa cái này nếu mà lên cấp nữa thì sẽ to hơn nữa ấy. Wow, giờ còn có râu rồi à. Ui, trở thành ông cụ non rồi. Mới level 39 thôi mà đã có râu rồi kìa. Vậy để sắp tới mình sẽ trend cho em Tyrant này lên level cao cao xíu nha. Ủa nhưng mà, ủa mình đâu rồi. Ui. Mình ở ngay phần bụng của Tyrant rồi các bạn ơi. Tyrant bự đến mức che luôn cả mình cơ. Wow, Tyrant có thể nói là Pokemon ngầu nhất trong đội hình của mình hiện tại rồi, mặc dù chỉ mới level 39 thôi á. Ui, công nhận đẹp thiệt các bạn ơi. Sắp tới nhất định mình phải trend cho Tyrant mới được á. Rồi và trong ngày hôm nay á thì mình dự định sẽ đi qua cái khu vực mà tập trước mình tìm được á, đó chính là một cái Frozen Shrine. Với cái khu vực này thì mình có thể triệu hồi được một Pokemon đó nha. Nhưng mà để triệu hồi được thì trước tiên mình cần phải luyện cho mình một cái orb chứ cái đã. Cái orb này thì chúng ta có thể nhặt được từ việc farm những con boss đó các bạn ơi. Mình sẽ về nhà chế tạo nó thêm một tí, chứ cái orb này bình thường thì không có luyện được. Mình sẽ cho vào đây một cái mình nhớ mình có nhặt được một cái water stone mà ta. À đây nè. Có nhặt được một cái water stone từ một cái chest. Và bây giờ thì mình sẽ cho hai cái này vô trong để tạo thành một cái orb of Frozen Soul nè. Với cái orb này á thì chúng ta có thể luyện và sau đó triệu hồi được Pokemon từ cái Frozen Shrine á các bạn ơi. Và cái này cách luyện nó như thế nào thì chúng ta chỉ cần trang bị theo cái này là đúng không, rồi sau đó đi farm Pokemon thôi. Mình sẽ cưỡi, ê chưa, sẵn đây mình sẽ test thử coi Omastar nhỏ gì mình có cưỡi được không. Omastar nhỏ quá, cưỡi không được các bạn ơi. Và không có skill khác luôn hả? Còn Tyrant? Tyrant cũng không có skill khác luôn. Tiếc nha, hai em đó nhìn có phải không mạnh nhưng mà không có skill khác các bạn ơi. Ví dụ như ở đây có em Magikarp nè, mình sẽ kiêu chiến với em ấy để farm nhá. Đây mình sẽ dùng một kỹ năng đánh nhanh nè. Rồi và được con cá thì mình không lấy đâu. Và ý, ui chết, phải để dưới này mới được, để dưới này mới tính các bạn ơi. Mình để trên tay trái thì nó không có tính á. Đây farm lại em Golden nè. Và mình sẽ nhặt được cá. Đó, các bạn thấy độ bền không? Hiện tại thì nó đã giảm được một độ bền nè. Tức là mình phải farm 374 Pokemon nữa. Thì mới có thể hoàn thành xong cái quá trình luyện cái orb này á.
Nhưng mà không sao đâu, giờ mình có mấy em Pokemon cũng tương đối mạnh rồi, nên chắc farm cũng không quá khó á. Nhưng mà với đội hình này thì mình nghĩ mình nên thay đổi một xíu nha. Ở đây thì mình sẽ tạm thời thôi, cho em Tyrant vô trong nè, cũng như là Master vô trong nha. Giờ trong dạng Pokemon cổ đại của mình á, thì mình thấy em Tyrant là ngầu nhất nè, cũng như là kích thước khủng nhất. Kế đến là em Bastiodon này cũng khá là to nè, rồi em Aurarus. Nhưng mà có vẻ em Tyrant vẫn là ngầu nhất các bạn ơi. Để sắp tới mình sẽ train hết mấy em Pokemon tiền sử đó nha. Còn giờ thì mình sẽ đem ra thêm một em, đó chính là em nào cái ra ít đánh ta. Mình sẽ đưa ra ngoài á, chứ để mấy em này trong này hoài thì cũng kỳ. Em rồng ba đầu thử đi, thì hôm nay cho Rayquaza vô trong một hôm nhá, cũng như là Victini nè, và cái đến là thử em Keo Keo Keldeo nè. Đúng rồi, lâu lắm rồi chưa cho Keldeo ra ngoài á. Rồi với dàn Pokemon này thì mình sẽ bắt đầu đi luyện những cái ọp nhá. Và chắc mình sẽ qua vùng Roshan Stream này đi, để bên đây á mình coi coi còn Pokemon Legendary nào khác xuất hiện không cái đã. Chứ hôm qua mình qua đây á thì không có gặp được Pokemon huyền thoại các bạn ơi, cũng khá là tiếc nữa. Để coi coi đó, các bạn có thấy không, đúng là vùng lạnh cũng rất là kén Pokemon xuất hiện luôn. Thường thường mình đi ít nhất cũng gặp một hai em Pokemon trước mặt, giờ đi chả thấy em nào luôn á. Ở đây đây đây, lâu lâu thì có mấy em hình cái que kem nè. Mình sẽ lấy bóng Pokemon ra để bắt em ấy nha, để đó sẵn tiện mình sẽ sưu tầm luôn. Bắt em nè. Đằng kia cũng có một em cây kem nữa kìa. Và được không? Chắc được rồi, tại vì em này cấp khá là thấp á các bạn ơi. Ý, ủa mình chở ra trong đây có một cái rất là hay luôn á các bạn ơi. Để mình trở về nhà mình chế tạo cho các bạn xem luôn nha. Quên 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 nữa, đi khám phá, mấy bạn nào mà thích đi khám phá thì chắc chắn sẽ rất là thích cái món đồ này cho coi. Nhưng mà đầu tiên mình cần phải có redstone nè, rồi cần phải có những cái play. Và mình sẽ chạy lên nhà của chị Tám một cái để coi coi nhà chị ấy có còn những cái que không ấy đã, để mình chế tạo ra một cây đuốc redstone đó. Ở à, đây đây có gỗ nè, mình sẽ đổi cái ván và chế tạo ra que là một cây đuốc redstone. Thì công thức giống như vậy. Kế đến thì mình cần phải có thêm những cái tấm kính nè. Đủ chưa ta? À còn thiếu một thứ nữa, một cái nút bấm. Đây rồi, đây rồi, đủ rồi, đủ rồi các bạn ơi. Và cái đó được mang tên là một cái camera. Đây đây, công thức camera. Và làm luôn một cái nè. Nhưng mà camera này hiện tại á thì mình chỉ bật lên và chưa có bấm chụp hay là quay được á. Mình cần phải có một cái được gọi là cuốn phim á nha. Và cuốn phim thì trong đây được chế tạo như thế nào? Phim thì mình cần phải có túi mực nè, giấy và redstone hả? Để mình vô trong nhà chị tá kiểm tra thêm một lần nữa. Giấy thì chắc mình phải đổi từ mía rồi, mà không biết lần trước mình có thu hoạch mía không nhỉ? À đấy, có luôn. Tuyệt vời, tuyệt vời. Rồi giấy, mía thì mình sẽ đổi ra giấy nè. Kế đến là túi mực. Túi mực chắc mình... đúng rồi, túi mực mình không có rồi. Buồn luôn. Giờ mới đi farm mấy em Pokemon dưới nước để tìm túi mực á. Redstone mình sẽ chuẩn bị sẵn đi. Rồi, farm mình đã có được một mớ... những cái thứ cần thiết để làm ra cuốn phim rồi đó, nhưng mà còn thiếu túi mực. Để mình chịu khó qua vùng đầm lầy mình farm một xíu, rồi sau đó trở về nhà để mình chế tạo phim nhá. Có phim thì mới chụp và quay ảnh được á. Đi đến cái vùng này thì mình gặp được một em Pokemon Legendary đằng kia các bạn ơi. Cobalion. Nhưng mà phía dưới mình đang có em bọ này nè, Seedr. Hay là mình sẽ thử bắt em này đi. Các bạn có chỉ mình á là em này có một cái skill rất là hay luôn á, dùng để mình đánh thấp máu những Pokemon khác á, rất là tiện trong việc thuần phục luôn. Nên mình sẽ thử bắt em này bằng một cái Dust Ball nhá. Hy vọng là được, hy vọng là được. Ui, chiếc này được rồi. thành công rồi, đã bắt được em Seedr. Giờ mình sẽ nhanh chóng qua bên đây để xem coi em Cobalion này như thế nào, rồi mình sẽ thử thuần phục nhá. Hình như em Cobalion này cũng chung với em Virizion và em còn lại nữa, em còn lại tên gì mình không nhớ rõ nữa, Terrakion đấy các bạn ơi. Khiêu chiến với mình luôn kìa. À, em này hăng ghê luôn á. Nhưng mà mình sẽ đổi Pokemon nào yếu yếu một xíu để mình đánh á, tại vì mình sợ mình đánh một hit thì sẽ đánh gục luôn em này thì tiếc lắm.
Wow, với một hit thì cardio của mình đã đấm cầu ba anh thấy mất rất là nhiều máu luôn rồi. Bây giờ thì chắc mình sẽ nhanh chóng sử dụng cái Dustbone đi, tranh thủ lúc mà trời còn đang bình minh á các bạn ơi, thì mình sẽ dùng Dustbone để bắt cho dễ dàng hơn nha. Cái gì? Mình chỉ mất hai quả bóng Pokemon thôi, một cái Dustbone đầu và cái Ultra Ball thứ hai thì mình đã bắt được. Em đâu rồi? Cậu Balian. Lên ghê luôn á các bạn ơi. Được thiệt sự, được thiệt sự. Và giờ thì mình sẽ sắp xếp lại Pokemon cái đã. Ở đây á thì mình còn có thể thay đổi cái nền nữa cơ. Đây mình sẽ thử đổi nền nhá. Đây là dạng legendary của mình. Mình sẽ để cái nền này đi, dành cho nó chuyên nghiệp một xíu nhá. Còn có thể đổi nữa cả tên nữa cơ. Đây mình sẽ thử đổi tên nè. Mình sẽ đặt là Poke Huyền Thoại nhá. Đó, để mình sẽ dễ dàng nhận biết hơn. Đó, vậy là xong rồi. Công việc của mình bây giờ là cho những em Pokemon Huyền Thoại vào trong đây. Và mình sẽ cho em Seeder đứng ở góc dưới nè, để mình dễ dàng biết hơn. Còn em nào nữa không? Em Cardio thì đem ra ngoài lại nhá. Xong rồi, vậy là đã có được tế bài Pokemon ở trong một khu rừng cơ. Và hình như mấy em này được mệnh danh là Pokemon Thánh Kiếm thì phải á. Nhưng mà bây giờ thì mình phải trở lại với công việc farm thêm túi mật để về nhà làm những cái cuộn phim thôi các bạn ơi. Bắt được em Pokemon huyền thoại đó là cũng khá là vui rồi á. Ở đây á có một con boss, cái này là em Alakazam đúng không ta? Hình như là Alakazam, đúng rồi đúng rồi. Mình sẽ thử farm con boss này nhá. Đây triệu hồi ra một cái nè. Ấy da, ui, khiêu chiến thôi. Ủa? Ủa sao khi... À đây 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 được rồi. Phải dùng ở phía dưới cái phần bóng của em này thì mới khiêu chiến được. Và cấp 107 thôi. Mình nghĩ mình có thể tấn công được em boss này. Ui, chạy rồi. Ui, lại là tiểu chiêu cũ ha. 36 kế các bạn ơi, chạy là thượng sách. Chơi mà chơi chuồn không vậy? Dân chơi gì kỳ rồi. Dân chơi chuồn rồi. Buồn ghê luôn á, toàn gặp dân chơi chuồn không à các bạn ơi. Sau khi đã có được những cái túi mật á thì mình nhanh chóng bay về nhà để có thể bắt đầu cái công việc chế tạo thôi các bạn ơi. Mình sẽ cho vô bàn chế tạo nè, đặt theo công thức nằm ngang gì đúng không? Túi mật một cái. Đây đây đây, gì mới đúng, gì mới đúng. Và mình chỉ làm được có ba cái cuộn phim thôi. À không, mình có thể làm nhiều hơn nữa bằng cách lấy thêm cái redstone nè. Rồi vậy là mình có tới tận 5 cái cuộn phim lận á. Được kỳ sự. Và ta da, xong rồi xong rồi. Giờ thì đã có thể lên đường và bắt đầu quay phim chụp ảnh rồi đó nha. Khi mở camera lên nè, các bạn để ý bên góc phải trên trên một xíu á, nó có số 5 hình cái cuốn phim kìa. Đó, mình có thể làm được tới 5 bức ảnh lần đó nha. Và mang về để trưng bày luôn. Và mình sẽ trở lại cái khu vực Roshan trước cái đã. Đây, trở lại rồi. Đi tìm Pokemon huyền thoại của cái khu vực này thôi. Mình phải quyết tâm tìm được một số Pokemon huyền thoại khu vực này mới được á. Chứ khu vực rộng lớn như vậy không có thì buồn lắm luôn. Rồi, đi thôi Charizard ơi. Lâu quá rồi mới cưỡi em Charizard đi xung quanh đây á. Ui, ở đây có em chim gì nè. Rồi, khi chiến mình đã cấp 31 thôi. 31 thì yếu quá. Mình sẽ thử coi coi có cái bóng nào mà mình dục liền được không. Thử vận may với cái Premier Ball coi. Cái bóng này chọn nó đó, chọi ra cam cam nhìn đẹp cực luôn á. Và liệu rằng đẹp thì có bắt được không. Ui. Đẹp mà bắt khủng lắc rồi. Ok, để mình sẽ đổi bóng Pokemon khác để thử bắt em chim này nhá. Rồi, rốt cuộc thì em ấy cũng chịu về đội của mình rồi các bạn ơi. Và mình coi coi em ấy nằm đúng cái slot không. Ui, nằm sai chỗ rồi. Mình phải chuyển qua đây nè các bạn ơi, để cho em ấy nằm đúng chỗ. Rồi một xíu mình bắt cái Pokemon mình sẽ dễ lựa ra hơn. Và mình sẽ thử cho cái em đâu rồi ta, đây cái em Sider này vô trong thử nhá. Hình như em này có một skill, để mình coi coi phần kỹ năng coi. Hình như kỹ năng này thì phải. Nè 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 nè, nếu mình sẽ tấn công đối tượng sẽ còn một máu á. Thử 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 với em này nha. Bơ mai nè, thử xem coi. Cái ấy nhầm Pokemon rồi. Em Sider mới đúng. thử xem liệu là một kỹ năng có thật sự là đánh còn một máu không nhá. Tấn công nè, Thorn Sweep. Ui. Hình như có vẻ em này còn nhỏ gấp nên không có tấn công còn một máu nổi các bạn ơi. Chắc mình phải ít nhất là bằng cấp hoặc hơn cấp một xíu á.
Vậy thôi dùm sẽ đổi kỹ năng đi, thử sử dụng kỹ năng hệ bóng tối xem. Em này còn mới cấp 22 thôi à, nên khá là yếu luôn. Phải nhờ đến sự giúp sức của Arceus thì mới có thể bắt được em Pokemon nhỏ xíu kia. À, để mình hồi máu cho em Shader tí nha. À, cũng tội cho em ấy, mới có cấp 20 mấy thôi mà mình cho vô chiến đấu rồi. Ủa đây em Pokemon gì ấy? Ủa bây giờ mới xuất hiện thêm Pokemon này các bạn ơi. Skiddo. Em này là Pokemon hệ lá hả? Ủa có cái nét gì đó giống em em đó là em gì? Tơ linh á các bạn ơi nè, giống em Tơ linh á. Nhưng mà có điều có phần nhiều lông hơn thôi. Được được, mình sẽ thử bắt em này luôn nhá. Giờ đang ban đêm đúng không? Thử dùng Dustball, liệu rằng một Dustball có thể bắt được em ấy. Để đỡ quánh nhau thôi chứ không gì hết trơn á, ban đêm nó bắt được luôn rồi. Tuyệt vời tuyệt vời. Ở đây ê, có em Pokemon hỉ mũi nè. Dễ thương quá à. Được được, bắt luôn bắt luôn. Hôm nay qua vùng này gặp nhiều nhiều Pokemon rồi nè, chứ hôm kia đi qua ít xịu Pokemon luôn á. Rồi bắt được em ấy rồi. Đi tiếp thôi, em này thì mình đã bắt rồi nhá, nên mình sẽ không có bắt tiếp. Ủa và đây là em Pokemon Sandrill và em ấy hệ đất hả? À như vậy thì ở cái vùng sa mạc thì em ấy có màu vàng, nhưng mà ở vùng băng á thì băng tuyết thì em ấy sẽ có màu trắng luôn á các bạn ơi. Vậy là mỗi vùng thì sẽ có một cái hình dạng khác nhau. Hay thiệt á. Cũng như Meow vậy á. Meow thì cái vùng mà đồng bằng á thì thường thường là có làn da hơi vàng đúng không? Nhưng mà ở trong dàn Pokemon của mình có em Meow hình như da không được vàng cho lắm. Đâu rồi ta? Đây nè nè. Meow da xám các bạn ơi. Hình như đợt đó mình bắt ở dưới cái khu vực Ultra Beast thì phải á. Ừ đúng rồi. Ui bên đây có em Pokemon gì đây? Bơ mai hả? Hình như đây dạng tiến hóa rồi. Để mình xuống dưới đây mở cái chest này thử xem coi ra cái gì nhá. Mở thử nè. Được một cái Heavy Ball. Hên thì sự luôn á. Ui đây là cái Heavy Ball đầu tiên mà mình mở ra các bạn ơi. Cái này thì bắt những Pokemon có như là cân nặng cao á. Mình kiếm em Pokemon nào cân nặng khủng khủng mình bắt thử xem coi như thế nào nhá. Cái hố tra đó thì hôm khác mình xuống cũng được, tại vì bây giờ mình muốn xuống thì mình chỉ cần đưa Necroma hoặc là em Arceus ra là mình có thể thoải mái xuống hả, nên không nhất thiết phải vô ngay bây giờ. Và mở cái chest ra, được một cái đĩa. Sideway chưa biết gõ điểm sức mạnh. Ok, để bây giờ mình sẽ đi thêm một đoạn nữa coi coi có gặp em Pokemon nào là lạ khác không nhá, rồi mình sẽ thử đánh và bắt luôn. Và cuối cùng thì mình cũng gặp được Pokemon huyền thoại rồi các bạn ơi. Deoxys. Wow, Pokemon này tay dài vậy. Ui đây có em Pokemon tay dài nè. Được nha, level 70 hả? Được, cho Keldeo thử vào trận coi. Vô trận em ơi. Đầu tiên thì mình sẽ sử dụng một kỹ năng yếu yếu trước đây để test sức mạnh cái đã. Lỡ mình dùng kỹ năng mạnh quá thì đánh một phát chết em này thì toang á. Keldeo mình cũng thuộc dạng mạnh lắm á, chứ đừng có đùa. Thử dùng đó. Tấn công một cái kéo được gần phân nửa cây máu rồi. Không biết đánh một hit nữa em này có ngẫm không ta. Ui hên hên hên. Còn một tí tẹo máu các bạn ơi. Giờ thì chần chờ gì nữa, dùng bổng chứa Pokemon liền thôi. Giờ thì đang gần gần sáng thôi, vẫn còn dùng được Dustball các bạn ơi. Tranh thủ. Và ui tấn công một phát chết Keldeo mình rồi. Giờ thì cho Arceus vào trong để chịu sát thương thôi nhé, chứ hy vọng Arceus đừng có phản đam nha. Mình muốn bắt em Pokemon Deoxys này thử á, Pokemon tay dài. Và Dustball liệu có thể à, không không bắt được rồi, có vẻ em này khó tính lắm này. Nếu Dustball không thành công thì thử dùng một cái Love Ball đi. Còn Heavy Ball thì mình thấy em này kích thước không quá to nên mình nghĩ cũng không tới mức nặng mà dùng Heavy Ball đâu. Như vậy thì dùng Heavy Ball nó sẽ không phát huy tối đa cái tác dụng á. Giờ thì thử một cái Ultra Ball coi. Nói chung thì dùng Ultra Ball bắt mấy Pokemon hiện tại này cũng khá là ok. Và lần này ý không thành công rồi. Tưởng giống như là lần trước á, lần trước bắt em cái gì ta, Cobalion đó, mình dùng có một cái Ultra Ball bắt được luôn à, mà em này có vẻ khó rồi. Trời lại lỡ tuyết rồi nè các bạn ơi, vùng tuyết này rất là hay mưa tuyết luôn á.
nên cũng cản trở cái tầm nhìn của mình trong lúc đi khám phá khá là nhiều. Giằng co một hồi lâu thì cuối cùng mình cũng đã bắt được em Pokemon đó rồi các bạn ơi. Và phía bên này lại xuất hiện thêm Pokemon huyền thoại nữa. Ủa nhưng mà dưới lòng đất à? Regis. Pokemon gì lạ vậy? Lần đầu tiên mình gặp Pokemon huyền thoại mà xuất hiện dưới lòng đất nè. Thử xem coi đây là Pokemon gì nhá. Khá là thú vị đây. Và tới chưa? Biết có nghe cái hồ lava không nữa. Sợ nghe cái hồ lava thì mệt. Ui Pokemon gì lạ vậy? Hệ băng luôn mà sống ở dưới cái hang các bạn ơi. Được được được, nhưng mà trước tiên thì mình sẽ coi coi cái em mình vừa mới bắt nè, em Deoxys các bạn ơi. Wow, em này có vẻ hấp dẫn đấy. Mình sẽ thử cho em ấy hồi máu và vô chiến đấu luôn. Và đừng quên coi cái phần kỹ năng trước cái đã. Kỹ năng nè, em này hệ tâm linh và có tới hai kỹ năng hệ tâm linh, một kỹ năng hệ ma và một kỹ năng hệ thường, nhưng mà chỉ có mỗi kỹ năng này là gây được sát thương thôi. Khó đây. Như vậy thì mình nghĩ là không nên đâu, tại vì 80 điểm sức mạnh thì đánh một phát là chết em Pokemon này á, nên mình sợ không có bắt được. Giờ thì chắc mình sẽ tiếp tục cho Keldeo vô trong để đánh nhau quá. Vì Keldeo một lần đánh chắc không tới nổi quan sát Legendary nhưng mà level 40 thôi. Ủa ngộ vậy, Legendary mà cấp thấp vậy. Vậy là đây là cơ hội để Seeder thể hiện rồi. Keldeo vô trong một xíu nha. Seeder ra trận em ơi. Biểu diễn thôi. Pawn Sweep nè. Không ngờ một Pokemon cấp 40 huyền thoại như vậy mà mình lại tốn quá trời cái Dustball mới bắt được á. Nhưng mà không sao, cuối cùng mình cũng bắt được rồi. Và bên ngoài trời vẫn còn tối kìa. Bây giờ thì chắc mình sẽ trở lên trên để trở lại với công việc đi farm Pokemon rồi các bạn ơi. Chứ nãy giờ mình đi nghịch hơi nhiều rồi đó. Toàn là đi bắt Pokemon nhưng mà chứ đâu có farm được Pokemon đâu. Cái orb của mình nó chỉ mới có 368 thôi à, còn rất là lâu luôn á. Ok, để bây giờ mình sẽ đi farm thêm nhá. Ủa nhưng mà bên đây lại xuất hiện thêm Pokemon rồi nè. Marip. Ủa? Marip với em này. Hình như Marip tiến hóa thành em này đúng không ta? Mình thấy em này cũng kêu giống em Marip luôn nè. Không biết có phải không nữa. Và mình vừa mở ra được một cái Razor Cloud. Cũng khá là lạ đó. Cứ dự trước đi. Dùng này chắc hết Pokemon lạ rồi, để mình sẽ đi bắt đầu cái hành trình vào Pokemon nhé. Bắt đầu với những em này đi. Thank you.
Thank you.
shop lọc Sutaki, shop bán ạc refi giá cực rẻ, chất lượng uy tín, giao dịch tự động.